Và chuyển qua thêm một bản tin xã hội đến từ nước Nga. Thưa quý vị, một cặp đôi mây mưa trong xe taxi đòi tài xế ra ngoài 10 phút. Và một cặp nam nữ ở thủ đô Moscow ở Liên bang Nga vừa qua khi đón taxi để về nhà. Và trong quá trình ngồi trên xe thì họ đã có những hành động thân mật, quá trớn. Tuy nhiên thì cặp đôi này không biết rằng người tài xế là một blogger nổi tiếng ở trên YouTube với nickname là tài xế taxi chăm chỉ. Và tất cả những hành động của hai người khách xe taxi đã được camera trên xe ghi lại. Theo đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội thì vài phút sau khi leo vào ghế sau của xe, cặp đôi đã bắt đầu hôn hít, rồi người phụ nữ ngồi lên đùi của người đàn ông. Khi thấy hành khách của mình âu yếm với nhau, người tài xế có chút ngượng ngùng. Anh cười xấu hổ và cố gắng lờ đi cặp đôi phía sau đang quấn quýt lấy nhau. Thậm chí cặp đôi còn hỏi anh tài xế là liệu có thể rời khỏi xe khoảng 10 phút để họ có chút riêng tư với nhau được hay không. Người tài xế tức giận, nói là không lẽ tôi là chủ chiếc xe này mà tôi lại phải ra khỏi xe mình để hai người làm tình trong xe tôi hay sao? Hãy đến quán rượu và làm ở đó đi. Rồi sau đó thì cặp đôi cũng phải xuống xe và trả cho người tài xế cái tiền cước là khoảng 5 bảng Anh. Và người tài xế, đây là một người tài xế chăm chỉ mà, cho nên là tải ngay cái video đó lên YouTube, thu hút hơn 25.000 lượt xem với nhiều ý kiến chỉ trích cặp nam nữ từ cộng đồng mạng. Người ta nói là cái cặp này sao mà không khác chi những con thú vật và không biết kiềm chế thú tính của bản thân mình, chỉ biết hành xử theo bản năng. Thì thưa quý vị cũng như là thưa anh Khắc Hành, nhân bản tin này thì để cho thêm phần sôi nổi hào hứng thì Bích Trâm muốn hỏi anh Khắc Hành là anh có những cái suy đoán ra sao về mối quan hệ của cái cặp này? Anh có nghĩ là đây là một cặp vợ chồng mới cưới, hay là một cặp tình nhân, hay thậm chí là một cặp có cái quan hệ mà người ta gọi là quan hệ ngoài luồng đó, tức là họ không thể âu yếm với nhau ở nhà hay là những cái nơi công cộng, nhưng mà lại muốn tiết kiệm tiền hay sao đó không biết, cho nên không có muốn đi khách sạn, cho nên họ mới phải mượn cái băng sau của chiếc xe taxi để làm chuyện ấy. Thì anh nghĩ là cái kịch bản nào là hợp lý nhất cho cái trường hợp này thưa anh? Tôi cũng nghĩ là hai kịch bản có lý nhất, nhưng mà phải nói là mới nghe cái tin này thì mình nghĩ là lẽ ra nó phải xảy ra ở nước Anh thì nó mới hợp lý hơn. Tại nước Anh thì nó mới có cái sự phớt tỉnh năng lên, coi như thiên hạ bằng bung như vậy. Có lẽ là hiện nay thì cái phong trào mà gọi là mậu dịch tự do toàn cầu là cái vụ mà phớt tỉnh nhăng lê đó bây giờ nó mới xuất cảng sang nước Nga mới có chuyện đó. Mà thông thường chúng ta lại thấy như thế này, là thường thường như mình nói, tài xế taxi người ta rất là giỏi trong cái việc mà đoán tâm lý khách và nhìn người. Thì tôi không hiểu tại sao là cái ông taxi này thì mình thấy rõ ràng có lẽ là mới vào nghề hay sao á, mà ông thấy rõ ràng là ông ngượng ngập, mà ông ngượng nghịu, ông bối rối lắm, ông thấy tỏ ra không, hoàn toàn không tự nhiên. Có lẽ là ông chưa bao giờ ông gặp một cái tình huống mà nó bất ngờ như thế này, hay là tại vì ông thấy người ta hùng hổ quá mà đâm ra ông tủi thân. rồi người ta lại còn xin thêm 10 phút nữa, thành tủi lại càng thêm tủi. Nếu mà mình nghe những cái phản hồi từ dân mạng của Nga đó, người ta đều phẫn nộ, người ta nói cái anh chàng tài xế này lẽ ra là phải đuổi cái cặp đôi này ngay từ lúc đầu. Thế nhưng mà tôi ngẫm nghĩ như vậy, phản ứng như vậy thì có lẽ là tại vì mình giận quá mà mất khôn thôi. Đuổi sớm như thế thì hóa ra là tốn xăng mà tổng lại tốn công nữa, nhất là ông này ông đã phải rất là mệt mỏi trong cái việc, bởi vì xe nó lắc quá, thành ra cứ kèm tay lái thì nó hơi mệt. Thành ra là mà bản tin nó có nói rõ như thế này, nói rằng là cái cặp đôi này bắt cái taxi để mà đi một cái đoạn ngắn để về nhà. Thì tại sao họ không có thể nào chờ đợi thêm ít phút nữa để tới nơi tới chốn? Thành ra trong đây tôi cũng nghĩ ra cái chuyện này, có lẽ là tại vì họ đã coi như là chuẩn, đã tính tới cái chuyện là về nhà là gây chiến ngay, thành ra chàng đã chiêu một viên Viagra rồi. Ai ngờ đâu mà nó phát tác, nó hiệu lực quá sớm này, thành ra là đang không không thể chờ đợi đâu được, mà thôi đụng đâu thì sâu đấy, chứ không thể chờ. Hoặc giả cái chuyện thứ hai nữa, đây là một cái cặp đôi nhưng mà không phải là vợ chồng, thành ra là có lẽ là không thể chờ tới nhà được, bởi vì tới nhà thì đôi ngả chia ly mất, thành ra là
cũng lại tranh thủ là coi như là giải quyết sớm đi. Thế nhưng mà tại vì công lực thâm hậu quá thành ra mới có cái chuyện là xin thêm 10 phút. Và chính vì cái khoản xin thêm 10 phút này nó làm cho trở nên nó giống như là cái hành động của hai người này thêm coi như là trơ trẽn quá. À, thế nha. Từ cái câu chuyện này mình mới nghĩ tới cái chuyện mà phớt tỉnh năng lê của người Anh, mà có cái câu chuyện người Anh thật sự luôn. Đó là cái chuyện mà một cái ông bá tước người Anh nhân một cái buổi đi săn bắn đó, thì ông dự tù chù là ông đi lâu. Thế nhưng mà tại vì người không khỏe thành ra ông lại phải về nhà sớm. Ai ngờ đâu về nhà sớm thì thấy cái người thiếp, tức là cái vợ nhỏ đó, thì lại đang ngoại tình ở trên giường với lại bạn của mình. Thế mới đau chứ. Thành ra ông tức lắm, ông gầm lên, ông đi vòng vòng cái giường, ông sỉ vả cái cô thiếp quá trời luôn. Đại khái nói rằng cô là một cái người mà rất là nghèo khổ, mà bây giờ tôi thương tình, tôi nâng đỡ, tôi đem về đây, tôi nuôi nấng, chiều chuộng, mà tại sao cô phản bội tôi như thế? Rồi rốt cuộc thì ông lại gào lên kết thúc, ông nói rằng nhưng mà hai người phải lịch sự là khi phải ngưng hoạt động để nghe tôi nói chứ. Đúng là phớt tỉnh ăn lê. Một chuyện này mới làm, nói người nói cứ nói mà người làm thì cứ làm việc được. Bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.